Chào anh chị và bạn đã đến với kênh YouTube của Pha Ngọc. Như anh chị và bạn thấy thì mình đang về quán cà phê xem một số cái phiếu này. Thì phần có nhận định là cái về cái thị trường hôm nay thì nó rất là tiêu cực, rất là tiêu cực anh chị bạn. Đây là thấy không biết là quy định cao mà chúng tôi về bạn đều cần nhiều. Còn lại thị trường này là để mình điều chỉnh xong mình phải xem xét được những cái mã cổ của mình vừa vào. Đấy. Thấy chị em mặc dù rất là vừa cá con nào mà nhập đi đi rồi mình vô luôn. Thời điểm này vô giữa bị ốp mua á, mua rồi bị đau luôn, phải đập xong nữa. Đập hết đầu. Nói chung là theo em dẹp vô con tôm con. Bên này. Em quay video để tỉ up YouTube. Thì xin chào anh nhiều bạn thì một người anh. Đây là khách hàng. Khách hàng của Thành. Đó. Thì hôm nay là anh vừa mới là ủng hộ Thành được cái đăng ký tài khoản chứng khoán VPS. Thì anh chị và bạn nào thì có nhu cầu muốn tạo tài khoản chứng khoán và để Thành tư vấn những cái mã một xíu thì có liên hệ Thành qua số Zalo hotline 070 3843 621. Chúc anh chị một bạn là một ngày vô được vui trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại.